Vâng, xin chào các bạn đến với kênh Kia Xe Đạp. Và hôm nay giới thiệu các bác một hãng xe dòng Mirot của Mỹ, Java. Và thương hiệu rất là nổi tiếng các bác nhé. Nếu có dòng mà bác đi xe chuyên nghiệp rồi thì không thể bỏ lỡ một chiếc xe Java thương hiệu Mỹ rồi. Thiết kế phun khí động học, đấy bác nhìn đấy, giúp người trải nghiệm mà đi đua rất là bon nhé. Và những đường cong xe này, đây những đường cong xe chuyên những dòng của dòng đua chuyên nghiệp đấy, bác nhìn thấy rõ ấy. Xe mang đậm màu sắc thể thao rất là nổi bật, dòng Rốt Java thương hiệu Mỹ, model Siluro. Vâng, và bây giờ tôi xin đánh giá tổng thể chi tiết chiếc xe. Vâng, xe có tông màu da cam, đen và xanh pha lẫn vào nhau. Đấy, cái màu xe rất là sport cho các nhá. Những cái dòng Java này thì trước đây em đã có về một vài chiếc rồi, thì nhưng mà chiếc này rất là khác biệt đối với những dòng Java trước, đó là cái thiết kế khung xe là khung dẹp. Đây, từ cái cốt yên cũng được làm dẹp và khung xe làm dẹp, thiết kế theo mô hình khí động học chuyển động rất là bon của dòng xe đua. Và những cái đường cong xe này là dòng những cái đường cong xe rất là xe cao cấp, đường cong làm thiết kế khung xe này các nhé, giúp cho người đua không bị khom lưng về phía trước và chuyển động nhanh hơn, có lực hơn, lực đạp hơn đấy. Thương hiệu của Mỹ luôn nhá, Java, hợp kim nhôm nhưng mà giả carbon, hàn không mối. Đấy các bác nhìn đấy, xe nó không bình thường, có những mối hàn gồ lên ở những cái điểm khung xe, nhưng mà xe này được hàn không mối, hàn giả carbon, xe nó rất là nhẹ các bác nhá. Đây các bác nhìn này, những cái đường mối xe nó bả luôn đây, rất là liền mạch. Đây, Java thương hiệu của Mỹ, rốt đây, rốt Bica, đây USA đây, Red Madrid USA, xe có size là 48, tức là thích hợp cho bác cao từ 1m6 đến 1m75. Size châu Âu, size 48. Xe tải bao nhiêu tấn? Xe đời cao được chạy dây âm sườn. Đây, dây âm sườn đây, tem vàng của Mỹ, thương hiệu Java. Đại học dân lập Hải Phòng, có nhá. Rất là nổi tiếng các bác nhé. Đúng cổng đại học dân lập Hải Phòng. Cổ Phốt và Ghi Đông là chính hãng của Java các bác nhé. Tổng thể xe khoảng tầm trên tầm 90%. Xe được sử dụng với bộ tay lắc Shimano Sora, còn rất là mới. Có một vài vết sức nhỏ trên khung xe nhưng mà không ảnh hưởng đến tổng thể xe cả. Thiết kế cái dòng Java này là thiết kế cái dòng đua chuyên nghiệp của anh nhé. Rất là thu gọn trên cái bề mặt khung xe rất là ngắn, giúp cái lực đạp của mình nó sẽ tốt hơn, trường hơn. Đây là càng xe đấy, càng nhôm nhưng mà giả carbon, rất là nhẹ. Vành bạc đạn, khối lổ 24 lan,
vành đổ, vành đuôi đấy, bác nhìn đây, vành đĩa, cái bề mặt đĩa, bề mặt của cái vành nó trải rộng ra, giúp vành cứng cáp hơn, đi trên mọi khung hình đường. Vành Kativa chính hãng của thương hiệu Mỹ, rất là nổi tiếng, các bác phải lên mạng tham khảo thêm. Đây là lốp xe đây, lốp thì vẫn còn rất là mới, còn những cái lốp DT đây. Xe được sử dụng phanh ba mạch của thương hiệu Mỹ của Radius. Kích thước lốp lốp can da, kích thước lốp 700 x 23 c. cái thương hiệu vành này cũng giống như cái thương hiệu vành của những cái dòng xe Mavic, vành Mavic nữa nhé, rất là nổi tiếng, sánh ngang với cái dòng xe mất tiền. Xe được sử dụng với củ một đôi may bạc đạn đấy, có thể nghe rõ cái tiếng xe của xe rất là đanh. Vành 2 kg, và yên cũng của DK chính hãng cho xe, yên dẹp bên trên là yên nhựa, có những cái lỗ thoáng không khí xe bác ngồi rất là thoáng, rất là mới, chắc chắn. Đấy, khung hình xe đây có hình rõ này. Dòng Java thiết kế, những dòng xe đua chuyên nghiệp nên là thiết kế rất là nhỏ gọn. Xe được sử dụng đùi đĩa trục rỗng, đùi đĩa nhôm trục rỗng giúp giảm trọng lượng của xe. Gạt đĩa của Sora chính hãng, Bungroup Sora. Bộ lúp đề của đề Shimano Sora. Xe được trang bị với 9 tầng lip, 2 đĩa cho bộ chuyển động của xe 18 tốc độ. Và bên dưới này là cái chống va đập của chiếc xe này. Em chưa kịp bóc ra đâu. Xe về mới về. Và chắc là nó vẫn còn nguyên. Mà em dán vào để nó đỡ bị xước. Và bây giờ mình đã chi tiết hoạt động của xe. Còn bây giờ chi tiết hoạt động của xe này có thấy rõ ấy. Lên lip này, lip có xích của rất là mới các nhá. Đấy có thấy rõ ấy. Chuyển động rất là trơn tru và mượt mà. May cối đổ xuống lip này rất là mượt. Còn những xe đi rất là ít đi. Đừng để đĩa này. Xuống đĩa. Lên đĩa. Vâng. Hoạt động của xe hầu như không lỗi một chút kết quả nào. Vâng, em vừa đã tổng thể xong chiếc xe Rat Đua thương hiệu của Mỹ, Java, thiết kế theo khung hình không mối hàn, giả khung carbon, và thiết kế theo khung mình rất là ngắn gọn dòng cho xe đua nhé, thiết kế khung mình khí đồng hậu. Vâng, xe tổng thể có màu sắc rất là nổi bật, cam, xanh và đen, và được trang bị theo cặp may cối lổ, vành DK, vành nhựa của Mỹ chính hãng trong xe. Vâng, túi trục rỗng nguyên bộ Group Sora đời mới. Và xe bên nhà có giá là 9 triệu, bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Các bác nào quan tâm thì liên hệ em qua Zalo 0975 709 943 hoặc lên YouTube tìm Kim Xe Đạp đến đăng ký theo các kênh. Vâng, các bác hẹn gặp lại ngày mai.